xin lỗi sếp ạ. Hắn biết là mình đang bị theo dõi nên tìm cách trốn mất rồi ạ. Dạ em biết. Em biết mà. Dạ. Tôi gọi một cuộc. Quay làm ăn kiểu gì vậy? Còn chuyện gì nữa vậy? Alo. À, thì ra là hắn. Đúng 100% là hắn rồi. Người mà hay lãng vảng trước tiệm phở con Vi. Hắn đã thay cái người mà trước đây thường lui tới với mình ở dưới quê. Thì ra hắn đã theo dõi mình trước. Ở đây, tao đây. Ra, ra công viên gặp tao gấp nha. Ừ. Ủa, có chuyện quan trọng lắm sao mà chút kêu tụi tôi ra đây? Tưởng kiếm cái thằng đó nó khó, ai ngờ dễ chỉ trở lọc bàn tay. Không, vậy là chú nhớ lại số xe nữa hả? Không cần tìm số xe gì cho nó rắc rối. À, ê, mà có số tao đưa tụi bay so với số xe nó sành còn. Chỉ một con số thôi. Ê, nhưng mà cái chuyện đó giờ không cần thiết nữa. Cái thằng mà theo dõi tao á là chính cái người tao tìm, sai nó đi theo dõi tao đó. Chú nói vậy có nghĩa là cái người đó biết chú lên trên này rồi? Không phải hoàn toàn như vậy. Tao tìm người này mà ra cái người khác. Cái thằng mà đi theo dõi á, cái thằng mà đi đưa tiền cho con Vi á, bây giờ đổi đầu. Nó sợ tao biết là bị lộ. Tụi bay cái lần theo dõi thằng đó là sẽ ra người mình cần tìm. Sao chú biết hay vậy? Vô tình thôi. Tự nhiên tao nghe cái tiếng nói trong điện thoại. Tao nhớ có lần tao tới tiệm con Vi, tao thấy nó đi bộ, chắc cũng theo dõi con nhỏ giống tao. Lạc đề rồi chú ơi. Trở lại nãy đi, cái chỗ mà chú thấy nó đi bộ quanh quán Vi đó. Tao nói tụi bay nghe, không biết trời xuôi đất khiến ông bạn giải xuôi khiến sao đó. Lần tao đang đi bên đường, tự nhiên tao nghe một cái tiếng kêu taxi thánh thoát. Taxi, taxi. Một chiếc taxi chạy ngang qua. Tài xế nó không nghe, nhưng bản thân tao nghe rõ mồn một cái giọng thánh thoát đó. Tao ráp vô như cái giọng trong telephone. Trời ơi, nó không xế dịch miếng nào hết trơn rồi. Tao thông minh dễ sợ. Giỏi. À, vậy là cái đám hôm bữa đánh tụi tôi cũng là do tên nó phái tới hả? Cái đó tao không biết. Nhưng mà tụi bay phải khéo mới được. Nếu không là không còn cơm cháo gì nữa đâu. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Nên có một đã khờ ngọng hiểu làm thơ. Đã đến lúc mình không nên giữ lại sợi dây chuyền này nữa. Alo, Khanh đó hả? Chưa ngủ sao? Hôm nay Khanh dẫn Vi đi như vậy, Vi có mệt không? Không sao, Vi vui lắm. Vậy là Khanh an tâm rồi. Cứ lo là không những không vui mà còn làm Vi mệt nữa chứ. Khanh nghĩ sao mà dám lên sân khấu hát vậy? Trước đây Khanh đã đi xem vài lần rồi. Ai có khả năng và muốn tham gia thì cứ đăng ký là được. Khanh muốn bày tỏ tình cảm của Khanh đối với Vi trước sự chứng kiến của nhiều người, nên Khanh mới rủ Vi đến đó. Vi à, Khanh nói đi.
người mình yêu, Khanh sẽ làm tất cả. Khanh muốn làm tất cả những gì có thể làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Cảm ơn Khanh. Khanh làm như vậy là đã quá nhiều rồi. Vi à, cảm ơn vì luôn ở bên Khanh. Em đang gọi điện thoại à? Dạ, mai là sinh nhật của chị Hai. Em tính gọi để chúc mừng chị, nhưng mà bây giờ trễ quá rồi. Thằng Khanh với con Vi có tình cảm với nhau lúc nào vậy ta? Mẹ có chuyện gì muốn nói với con hả? Không, không có. Phương nè. Dạ. Dạo này Vi có khỏe không con? Chắc là khỏe. Mà sao tự nhiên mẹ nhắc đến Vi vậy? À, tự nhiên mẹ nhớ ra mẹ hỏi vậy thôi. Mà Vi cũng đâu phải xa lạ đối với nhà mình đúng không? Mẹ hỏi cho biết gì mà. Mẹ khỏi phải lo, vì lúc nào á Vi cũng có nhiều người giúp đỡ rồi. Mẹ biết không, gia đình Vi chuyển lên đây rồi đó. Bởi vậy á, mẹ yên tâm đi, đừng có lo nha. Dù như vậy á thì mình cũng phải quan tâm tới người ta, đúng không? Mẹ đi học. Thôi mẹ con đi. Đi đi con. Đúng tấm hình đó là của thằng Khanh rồi. Hóa ra con Phương cũng biết chuyện này từ lâu rồi sao? Vậy mà mình cứ tưởng con Phương nhờ thằng Khanh đem hình trả cho con Vi. Tôi nghĩ thử rồi, nếu ông với bà Năm mà gặp nhau cứ khó chịu như vậy hoài, hay để tôi kiếm chỗ khác rồi tôi chuyển tới đó bán. Ông nghe tôi nói không? Nghe rồi. Ông nghĩ sao? Hay là để đi chỗ khác bán? Tôi đang nhức đầu quá mà, để lúc khác bàn đi. Có gì đâu nhức đầu. Cái chuyện mà tìm chỗ mới để tôi lo cũng được mà. Lát tôi ra chợ, ra chợ bàn luôn. Ông ra hả? Ừ, nếu vậy thì tôi ra trước rồi lát từ từ ông ra ha. Bán chuyện quá nhỏ. Thank you.
Ba con Vi bữa nay không ra bán sao? Dạ, ông nói bữa nay ông tới trễ, chắc thế nào ông cũng tới mà. Coi vậy chứ cũng còn có lương tâm. Dì Năm à, ông nhà con cũng có sửa đổi rồi đó. Dì Năm đừng rầy ổng nữa nha. Thím thấy tôi rầy ba con Vi vậy chắc thím bực mình lắm phải không? Dạ không có. Cái ý dì Năm sao con biết chứ. Nhưng mà hai vợ chồng mỗi người cũng tánh. Dì Năm rộng lượng với ông chút. Sao nay ông ra sớm vậy? Tôi đây để tôi làm. Sao? Có chuyện gì lạ không? Dạ không có. Ba Mạnh vẫn tiếp tục ra chợ bán bình thường. Nhớ theo dõi cho kỹ vậy. Thằng cha đó khó tin lắm. Dạ. Sếp cứ yên tâm. Chắc là thằng cha kia rồi. Xe đẹp quá. Ông này so với mình tưởng chắc khủng tiền nữa. Nếu có động tĩnh gì thì nhớ gọi cho tôi ngay. Dạ. Chạy tới lầu 10 mất dấu, chạy cái chân cầu thang máy luôn. Trời ơi, chạy lên tầng 10 rồi chạy đi đâu? Tôi theo chạy tới đó tao mất tiêu luôn hả? Mày biết khó khăn lắm mới theo được chạy đến đây không hả? Trời ơi, bây giờ sao đi? Thôi giờ mình ở đây mình chờ đi, xe này chạy ở đây thế nào chẳng ra đây thôi hả? Ba Mạnh sao rồi? Mỗi ngày ra chợ bán có vẻ thảnh thơi lắm. À, mấy hôm trước ở trường có cuộc tuyển chọn học sinh giỏi đi thi cấp thành phố. Baby nó đạt điểm cao lắm.
phải nè. Những lúc khó khăn như vậy, nếu không có anh, tôi không biết phải làm thế nào. Đôi khi tôi tự hỏi mình như vậy. Nếu không có anh giúp, thì giờ này tôi cũng không biết nó đang ở đâu, làm gì. Tuy không có tư cách làm cha, nhưng dẫu sao nó cũng là giọt máu của tôi. Nếu không được biết nó đang sống như thế nào, có lẽ tôi sẽ day dứt lắm. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Đó chỉ là những việc tôi phải làm. Rồi cũng sẽ có ngày cha con anh được đoàn tụ thôi. Con nhỏ đó càng ngày tính nó càng giống tôi. Có lẽ nó không dễ dàng tha thứ cho tôi đâu. Tôi biết mà. Vậy là ông sống ở đây đi theo chồng coi không? Đeo bám cực khổ như vậy bây giờ mới tìm được tông tích, biết được chỗ nhà ở rồi, tụi mình về thôi. Có biết được chút gì chưa? Thôi. Ông tưởng tụi tôi là ai chứ? Tụi tôi theo dõi thằng bám thôi không? Thì gặp ngay thằng cha lái xe hơi. Ừ, cậu bộ giàu sang lắm nha. Sao nữa? Mới nhìn thôi là biết ngay cái người chú đang tìm. Thôi bà, đừng có nói chuyện không đâu nữa. Có biết người đó đang sống ở đâu không? Biết rồi hả? Người đó đang sống ở đâu? Chú có biết là hai thằng tôi tìm được chỗ này tốn bao nhiêu công sức không? Ông ra kìa, ông ra kìa. Thấy người đó không? Cuối cùng tôi cũng tìm ra được mày. Sao vậy? Ông đi đâu á? Giờ sao đây? Giờ sao đây? Đã biết được chỗ ở thì vội vàng gấp gáp làm chi? Chờ nó đi, mình sẽ từ từ đòi lại hết công sức mà mình đã bỏ ra nuôi dưỡng con Vi từ đó đến giờ. Okay.
gì nè? Vậy mà âm thầm giấu giếm nha. Gì vậy? Trời ơi ghê nha. Chuyện quan trọng gì giấu tụi này chi vậy? Có giấu giếm gì đâu. Hồi tối hôm qua cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo, mừng quá trời luôn á, muốn là cho cả Sài Gòn biết á. Giấu gì? Vậy mà tưởng chỉ báo cho một mình tên kia biết thôi chứ. Có sao không? Tôi không ngờ là có lúc Khanh lại dễ thương như vậy. Quay thiệt là sướng nha. Học hành đã giỏi hơn mọi người, để dục tình cảm cũng hơn thiên hạ nữa chứ. Nếu ghen tị như vậy thì sao không biết kiếm một tên đi. Con trai bộ đuôi thấy sao mà lại đi ngắm ghét khổ người quá cỡ như vậy chứ. Nè, quá khổ hay mập béo gì á cũng là chuyện của tôi, không liên quan tới mấy người. Đồ nhiều chuyện. À nè, bộ mua điểm hay sao mà được chọn để thi học sinh giỏi thành phố vậy? Nhìn cái mặt thấy ghét, muốn chuyển trường luôn. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Hình như trong mắt ông Khanh bây giờ, ngoài nhỏ Vi ra chẳng thấy ai nữa cả. Mà tại sao con nhỏ đó lại được chọn thi học sinh giỏi thành phố chứ? Không thể hiểu được. Con nhỏ đó thì có gì hay ho chứ hả? Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy bị xúc phạm đến như vậy. Lâu lắm mới thấy ba con Vi ra giúp vợ buôn bán, giờ lại trốn đi đâu mất nữa rồi. Dạ, thấy ông không khỏe nên ra nói ông về nghỉ rồi. Không biết ai là người phải nghỉ ngơi đây nữa. Tôi gửi tiền cho ba nè. Cô trả đúng ngày quá ha. Hết giải mai đồ rồi, bây giờ tôi phải ra chợ giải. Bà có cần muối gì không? Tôi mà cần gì cô. Vậy tôi đi nghe. Cảm ơn bà nhiều lắm ha. Chào má bé Vi nghe. Năm nay chắc chắn cô sẽ gặp được người duyên tiền định. Ông nói tôi hả? Theo bấm quẻ đó thì người nam này tuổi Tỵ, mà không có ở đâu xa đâu, gần đây thôi. Nam tuổi Tỵ? Ai vậy trời? Cô phải ráng giữ cho được người này nha. Bởi vì cái người nam này là duyên tiền định, do trời định cho cô á. Nếu là nam tuổi Tỵ thì lớn hơn mình 5 tuổi. Chung quanh tôi không ai nam tuổi Tỵ hết á. Ông coi sai rồi. Chắc chắn không sai. Không biết cái ông thầy này có đúng như ông bà mình thường nói, bói ra ma, quét nhà ra rác không nữa.
xong chưa? Dạ, anh chờ một chút, còn chút xíu nữa là xong rồi. Chạy xe, sao nhìn gì hết vậy? Cô tự nhiên chạy ra không nhìn trước nhìn sau là sao? Trời đất ơi, bây giờ còn đổ thừa nữa hả? Không nói dài dòng gì hết á, tôi đang rất là bận, giải quyết cho nhanh đi, rồi đường nãy đi. Cô tự biết điều thì đưa tiền tôi sửa lại chỗ này nè. Anh nhìn đi, bây giờ ai là người đòi tiền bồi thường hả? Tôi đang chạy, bà ở đâu chạy ra đâm ra, bà sai còn gì nữa? Chạy xe không nhìn phía trước còn nói nữa hả? Anh nói ai là bà? Anh nói ai hả? À, bây giờ cô muốn chịu chơi luôn phải không? Hay là muốn đi đến nhà công an giải quyết hả? Ủa, là bà chủ tiệm áo dài mà. Mày quen bà hả? Dạ không, con chỉ biết mặt thôi. Chú Năm về trước đi. Tưởng tới công an là tôi sợ hả? Được, đi thì đi, đi. Nè, chuyện nhỏ như vậy đem tới công an để làm gì? Xe của anh á, hư hao cái gì tôi sửa, chứ đưa ra công an làm chi? Anh là ai? Tôi hả? Cái bà này á, à không, cái chị này là chỗ quen biết với tôi. Rồi đó, anh dòm đi bây giờ giống mới chưa? Hôm nay gặp tôi á, là bà may lắm đó nha. Tiền sửa xe hết nhiêu vậy? Tôi nghĩ á, gặp mấy cái chuyện vậy á, đầu tiên chị nên nói cảm ơn trước, rồi sau đó muốn nói gì hẳn nói. Mà thôi đi, càng nói chuyện với chị á, tôi thấy chị thần kinh không có bình thường. Sao tiếng cảm ơn khó nói quá vậy ta? Tưởng tới công an là tôi sợ hả? Được, đi thì đi, đi. Nè, chuyện nhỏ như vậy đem tới công an để làm gì? Tên ôn dịch đó sao lại có ở đó ta? Dù sao, nếu như không có hắn giúp đỡ thì mình đã gặp rắc rối rồi. Nè, sao bà đứng đây nữa? Sao làm sao tôi định đứng bán đây nè? Hai xe đứng cản đường cản lối vậy, sao khách vô tiệm tôi được? Sao con Hiền nó nói là đứng bán đây được? Tôi nói với con Hiền, chứ có nói với bà không? Trời, sao phân biệt đối xử dữ vậy cô Sanali? Thôi mà chị. Hiền, vô đây một chút đi em. Tiệm của chú béo rồi là phách. Xin lỗi chị nghe, tại dạo này dì Phượng bán ế quá, cho nên em mới... Tại bà đó lúc nào cũng ăn nói khó nghe với người khác, mới như vậy thôi. À, mà em nè, hồi nãy á, chị đi chợ á, chị gặp bạn của chồng em. Ừ? Ông Bảo? Em quen thân với ông Bảo lắm hả? Tất nhiên rồi. Ông Bảo nè, chồng em với em, tụi em là bạn thân từ hồi dưới quê lận. Cả ba đều bằng tuổi nhau, tụi con rắn đó. Cái gì? Em mới nói cái gì? Tuổi con rắn hả? Ừ. Theo bấm quẻ thì người nam này tuổi Tỵ, không ở đâu xa đâu, gần đây thôi. Mà sao chị gặp được ông Bảo vậy? Chuyện đó thì... Hiền ơi, chị xin lỗi em nha. Bây giờ chị phải có chuyện gấp để làm. Chị em mình nói chuyện sau ha. Ừ.
tuổi con rắn là tuổi Tỵ. Ngẫm nghĩ lại thì hắn với mình không phải là nhân duyên bình thường, hèn chi hôm nay mới gặp nhau như vậy. Như vậy không phải là con rắn lớn mà là con rắn nhỏ đây. Thưa mẹ, tụi con học mới về. Thưa mẹ, con mới về. Phương, con thay đồ xong qua phòng mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao con lại giấu mẹ chuyện thằng Khanh với con Vi hả? Sao mẹ biết vậy? Hai đứa đó thân thiết tới cỡ nào rồi? Con cũng không biết rõ nữa. Chắc là không đến mức nghiêm trọng phải không con? Không đến mức độ đó đâu mẹ. Hình của Vi trong hộp bàn của anh. Mẹ đang giữ đó. Mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện của anh với Vi á. Đã biết hết rồi sao? Mẹ muốn nghe chính miệng con nói quan hệ với con với Vi là gì. Ngay cả cái việc mà con làm trong tiệm phở cũng là vì nó đúng không? Là con Vi hay là ai thì cũng vậy thôi. Ở tuổi con bây giờ, mẹ thấy có bạn gái là không có nên. Mẹ muốn con chuyên tâm vào chuyện học hành trước đã. Mẹ hãy tin con, dù con có gặp Vi, con cũng sẽ không sao lãng việc học hành. Con sẽ quyết tâm thi đậu vào trường mà ba mẹ mong muốn. Con nhất thiết phải quen với Vi sao? Dạ. Mẹ hãy cho con xin lại tấm hình của Vi. Cung son từ đây khép kính tim mình. Đêm đêm lệ ấm mưa gối chân bông sầu cho riêng mình. Em có biết dạo này em tươi tắn lắm không? Chị chọc quê em hả? Không có, chị đang ghen với em đó. Alo, tiệm phở Hoàng nghe đây. Chuyện gì không ba? Con rể tương lai hả? Anh đang bận. Con nó nói là anh đang bận mà. Thì khác gọi lại nhé. Dạ, dạ. Tâm trí ông để đâu vậy? Tôi hỏi là ông đi đâu về? Nãy tôi đi hóng gió chút thôi. Đi hóng gió về mà đầu óc giống như người trên mây vậy. Hổm rài đó nha. Ông cứ thẫn thờ ông kỳ lắm nha.
Có gì đâu, tại người tôi nó mệt nó vậy. Trời ơi, bán được không mẹ? Trời ơi, bán cho khách thì ít, rồi bán cho ba con thì nhiều. Ê nè, coi nè, nè ông nướng khét hết trơn nè. Bà ăn nói lung tung. Trời ơi, ông nói sao vậy? Hả? Trời. Con ơi, đến bao giờ ta mới được hưởng công lao nuôi dưỡng mày đây? Ông thầy bói nói số mình nhân duyên trời định, phải nắm cho bằng được. Nhưng mà... Đúng rồi, để nam nữ đến với nhau nhanh nhất chỉ có con đường tắt là hẹn nhau đi ăn uống nói chuyện thôi. Nhưng mà đi hai người cũng kỳ lắm. À, mình sẽ rủ thêm mấy người đi ăn cùng cho đỡ ngượng. Sao? Chị mời em với anh Hùng đi ăn tối hả? Ừ, chị thấy chuyện cháu chị cũng hơi quá đáng, cho nên là chị muốn mời vợ chồng em đi ăn, coi như là lời xin lỗi luôn vậy mà. Chị không cần phải làm như vậy đâu. Chị em mình ngày nào cũng gặp nhau nói chuyện vậy, rồi lỡ chồng em không thông cảm thì sao? Thôi, em về em thử hỏi chồng em coi làm sao, hen. Để em thử hỏi ảnh. Còn chuyện này... Tên Ôn Dịch... À, không. Em nói cậu Bảo tới luôn nha. Sáng nay á, Bảo giúp chị vậy, mà chuyện lộn xộn quá chị chưa có kịp cảm ơn. Để em hỏi ảnh rồi báo với chị sau nha. Nói với Bảo chị cảm ơn nhiều lắm nha. Kêu cậu Bảo nhất định phải tới đó. Hả? Sao? Bà chú tiệm áo dài mời ăn tối hả? Nói bà khỏi đi, khỏi. Hả? Sao? Muốn mời trực tiếp nói xin lỗi hả? À, nói chỉ vậy thì cũng được. Sao? Thằng Bảo hả? Để anh nói cho. Đừng, để anh nói. Nè, điện thoại gì mà có tao ở trong nữa? Hồi sáng mày gặp bà chủ tiệm áo dài phải không? Rồi sao? Bà mời đi ăn tối để cảm ơn. Có mời tao nữa. Bà xin lỗi tao cái chuyện là mai làm mối bà xã tao á. Bộ tao điên hay sao đi ăn đồ chùa của bà? Hiền lỡ hứa với bà có mày đi nữa. Tao không có đi đâu. Hai vợ chồng mày đi đi. Mày đừng làm vậy được không? Nè, đi ăn đi. Trả thù bà luôn. Mày kêu món nào mắc mắc á, cho bà trả tiền loài bắn họng. Đi nghe. Tao nói tao không thích mà. Ông xã em nói là sẽ đi. À, vậy hả? Ừ. Còn ông Bảo? Ảnh nói ảnh với ông Bảo sẽ đến chung. Cô chị bệnh hả? À, đâu có. Sao em thấy mặt chị xanh quá vậy? Chắc tại cái màu mắt của chị. Trời ơi, sao tự nhiên mình run dữ vậy ta? Yeah.
Có chuyện gì mà chị dòm tôi dữ vậy? Sanali cảm ơn Bảo vì chuyện hồi sáng lắm nha. Có vụ này nữa sao? Tôi thấy làm như với chị á, nói tiếng cảm ơn khó lắm thì phải. Tại vì chuyện xảy ra đột ngột quá, cho nên Sanali chưa kịp cảm ơn Bảo đó mà. Để có được người bạn trai nhỏ hơn mình có 7 tuổi như vậy mà mình phải chịu đựng sống lẻ loi trong khoảng thời gian dài như vậy sao? Cái bà này từ trước tới giờ nói chuyện dịu dàng, ngọt ngào, nổi da gà vậy đó em. Tại hai người không biết đó thôi, chứ chị hả dễ thương, dịu dàng, nữ tính lắm đó. Trời, bộ hết người để bà khen dịu dàng, nữ tính rồi hả? Nói thiệt, tôi thấy cái bà này bà đang âm mưu cái gì đó. Nãy giờ bà làm tôi nổi óc hết trơn rồi. Thấy ghê thiệt á. Ông có biết tại sao tôi kiếm ông không? Tôi hỏi vậy chắc ông biết rồi chứ gì. Tôi đi tìm cái tay mà ông thấy chỗ cho anh ta đó. Các ông thông minh lắm, kế hoạch hay lắm. Tôi thì cắm đầu cắm cổ đi kiếm các ông, các ông thì tan hình đổi chỗ cho nhau. Hay, nhưng mà mai trời cho thằng Mạnh này một cái trí thông minh. Cái tên kia đâu? Tại sao không liên lạc gì với tôi vậy? Tôi không biết chuyện gì đâu. Đủ rồi. Ông cứ muốn tôi nói ông đến chỗ con Vi bao nhiêu lần? Tôi tưởng là anh đã hiểu là tôi chẳng có việc gì phải liên lạc với anh cả. Trời đất ơi, nói gì nghe buồn dữ trời. Thôi, tôi không còn chuyện gì để nói với anh nữa. Chuyện con Vi đơn giản như vậy hả bạn? Anh đã làm nó bỏ đi. Nói đúng ra là anh còn phải bồi thường kìa. Vì anh đã đối xử tệ bạc với nó đến nỗi nó phải bỏ nhà đi đó. Vậy mà còn dám truy trách nhiệm tụi tôi sao? Gã đó sai người lén đi theo dõi mình thì gã phải muốn cái gì ở mình chứ. Sao mày ngu quá mà nghĩ không ra? Mày ngu quá vậy trời, chuyện đó mà không nghĩ không ra. Nếu sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách trực tiếp tìm gặp ba con Vi đi đàm phán thôi. Vì vậy mình cứ để theo dõi coi cái gã đó đi gặp ba con Vi ở đâu. Ủa sao ông không ngủ mà ngồi hoài vậy? Giờ ngủ nè. Mình chưa ngủ à? Em ngủ nè. Anh xong việc rồi hả? Anh về nhà rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi.
công việc nhiều lắm hả anh? Công ty mới triển khai dự án kinh doanh mới nên nhiều việc phát sinh lắm em ạ. Anh à. Không, công việc nhiều cách mấy anh cũng đừng có làm quá, ráng nghỉ ngơi nha anh. Thôi em đi ngủ đi. Thanh, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Con bị trễ rồi. Một chút thôi mà. Hôm nay con trượt lớp, con xin lỗi mẹ. Khanh. Mọi chuyện không có gì là tốt đẹp cả. Gã đó cao tay hơn tao tưởng. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Phải trực tiếp đi gặp ba ruột của con Vi để điều đình thôi. Bộ chú nghĩ là tiền gặp người đó dễ lắm hả? Mà chứ giờ sao? Lẽ tới đây rồi bỏ cuộc. Mà mày đi gặp cái gã đó rồi gã đó gặp ai mày cũng không biết là sao. Tôi thấy gã đến trung tâm thương mại Sky để gặp ai đó, nhưng rất tiếc tôi bỏ mất dấu ổng tại cầu thang máy rồi sao. Mày thấy vậy, ủa sao cái chuyện này mày không báo cáo? Tôi nghĩ là nó không quan trọng cho nên là... Hắn đi ở đâu? Tầng mấy? Hình như là tầng 10. Mà tôi thấy trên đó hình như là toàn là văn phòng không à. Hình như hắn đến đây để gặp ai chứ không hề mua sắm gì hết. Tầng 10. Khổ vậy không có đồng nào sao? Trước tiên theo dõi gã đó tính sao? Taxi! Đưa tôi tới phòng của lão coi. Đúng rồi, rồi. Đúng cái gì mà đúng? Ông tưởng tôi chứ quê mới đây hả? Trước đây có lần tao đã cảnh cáo tụi mày rồi, là đừng có lảng vảng đi lại với ba Mạnh nữa. Đừng làm ba Mạnh. Nếu để tao thấy mặt tụi mày đi lại với ba Mạnh lần nữa thì đừng có trách tao ác. Sao gã đó lại đến trung tâm thương mại ta? Tầng 10 nữa. Gặp ai? Tầng 10. Văn phòng giám đốc mà.